Bác sĩ cho hỏi là sản phẩm này tại sao được gọi là sản phẩm sổ run tốt nhất trên thị trường? Ồ, bạn không biết à? Đây bạn lật đi đằng sau ra tôi chỉ cho bạn xem. Thì bạn biết rằng là hiện tại bây giờ cái thuốc sổ run ấy, tức là thuốc để tẩy run đường ruột của gia súc gia cầm, nó có rất nhiều dòng khác nhau. Nhưng mà ở đây này, bạn nhìn đâu ạ, sổ run đặc trị run sán, phổ rộng, an toàn và hiệu quả cao. Tại sao nó lại hiệu quả cao? Tại vì đây là nó, thành phần của nó là Febendazone 10%. Nó là một trong những loại thuốc tẩy run cực kỳ mạnh. Run phổi này, run ruột này, run tóc, run móc, run kim và tất cả mọi loại ấu trùng sán dây, khi mà gặp phải sổ run này thì bay ra ngoài hết khỏi cơ thể của vật nuôi. Vậy thì sổ run đặc trị run sán này nó là một trong những sản phẩm tốt nhất trên thị trường hiện tại bây giờ. Sản phẩm này có an toàn về nái mang thai không ạ? Ồ, bạn biết rằng tất cả những cái sản phẩm liên quan đến trị run ấy, tất cả những sản phẩm liên quan đến trị run sán ấy, thì thường thường nó là những dòng cực kỳ an toàn cho mọi giai đoạn sản xuất heo. Vậy thì cái sản phẩm sổ run này bạn có thể sử dụng cho trâu, bò này, lợn, dê, cừu, chó, mèo, gà, vịt, ngan ngỗng, tức là có con gì tẩy con đấy. Và đương nhiên cái sản phẩm này, đây là cũng là một trong những thành phần họ sử dụng ở trên người đấy. Họ sử dụng trên người để họ tẩy run trên người. Nhưng tuy nhiên đây là sản phẩm dành cho thú y nên là chúng ta sẽ dùng kiên thú y thôi. Và đây là một trong những cái sản phẩm hiệu quả cao nhất hiện tại bây giờ. Sản phẩm này có kết hợp được với các loại thuốc khác không ạ? Hoàn toàn kết hợp được loại thuốc khác, tại vì bạn biết rằng là cái thuốc tẩy run nó khác hoàn toàn với kháng sinh, nên là bạn có thể vừa sử dụng kháng sinh vừa sử dụng tẩy run cũng được. Tuy nhiên là tốt hơn hết ấy, là chúng ta sẽ tẩy run trước khi dùng kháng sinh là hợp lý hơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Ok, cảm ơn bạn Trang Nguyên.